Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc về cái công đoạn quy trình làm hoành phi câu đối. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đó là quy trình sơn cầm. Nhiều quý khách đang chưa biết hay là cũng chưa nắm rõ về các cái quy trình sơn cầm, thì trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu quy trình sơn cầm này là công đoạn để chúng ta đưa các cái quỳ vàng và cũng như các cái lá vàng để dát vào các cái mặt chữ mà chúng tôi đã bôi sơn cầm. Thì quý khách lưu ý khi làm về quy trình sơn cầm, mỗi một vùng miền cũng có một cái lưu lượng thời tiết khác nhau, nắng mưa thất thường. Thì như thời điểm này tại Nam Định chúng tôi làm sơn cầm nó rơi vào khoảng từ 2 tới 3 tiếng là chúng ta có thể đưa các quỳ vàng, lá vàng vào khi chúng ta đã bôi hết sơn cầm các cái mặt chữ. Thì quý khách muốn làm dát vàng chỗ nào thì quý khách sẽ bôi sơn cầm vào chỗ đó. Và chúng ta phải làm thật tỉ mỉ từng công đoạn thì sau khi lên vàng nó sẽ rất là đẹp, không già quá mà cũng không non quá. Nếu như già vàng thì thường vàng bề mặt nó sẽ hay bị nứt. Và nếu non quá thì vàng nó sẽ không được đẹp, trông rất là xấu. Chúng ta chỉ làm vừa đủ. Điều lưu ý đặc biệt đó là chúng ta căn cứ vào thời tiết tùy từng vùng. Và như thời điểm hiện tại này là ngày mùng 10 tháng 12 thì chúng tôi đang căn cứ theo thời tiết tại khu vực Nam Định. Chúng tôi cầm khoảng gần 3 tiếng là chúng tôi có thể đưa được các lá vàng vào. Và rất nhiều quy trình thép vàng hoành phi câu đối trước đây tôi đã giới thiệu trong các video clip trước thì quý khách có thể xem thêm. Trong video này chúng tôi chủ yếu giới thiệu đó là quy trình về sơn cầm. Như các bạn đang thấy đây là các cái bản chữ người thợ của chúng tôi phải dùng các cái nét bút rất là nhỏ. Và chúng ta chỉ cầm vừa đủ, không to quá mà cũng không bé quá. Bé quá thì rất là khó làm, mà to quá thì nó sẽ bị loang xuống phần nền, nó sẽ ảnh hưởng tới phần hoàn thiện PU của chúng tôi. Bộ hoành phi này là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng tới từ Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam Định. Anh đã đặt hàng online mà không cần về trực tiếp tại cơ sở. Anh đã xem rất nhiều các video clip của các cơ sở làm đồ gỗ khác nhau. Thì anh đã chọn cơ sở đồ gỗ Hiền Lành chuyên về hoành phi câu đối. Anh đã tin tưởng và đặt hàng online. Thì sau khi thép vàng, chúng tôi sẽ phủ bóng bằng sơn Nhật. Và cái sơn cầm này chúng tôi cũng pha ra để phủ bóng. Thì sơn Nhật đang bán trên thị trường với cái giá thành rất là cao để làm cho các cái bề mặt của vàng sau khi thép xong được mện, được mịn, được bóng vàng. Và khi thép vàng xong thì chúng ta sẽ rửa nước để cho các cái bụi bẩn trên bề mặt của chữ vàng nó sẽ bay đi và giữ lại nguyên phần bóng vàng, trông rất là đẹp và bắt mắt. Câu đối này chúng tôi chạm hai bên, đó là một bên tổ tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, một bên chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Câu đối rơi lẵng, tức là rơi rơi ngậm đồng tiền phía trên, phía dưới chúng tôi chạm lẵng hoa quả đào. Và bức hoành phi thì chúng tôi chạm ba chữ đó là Đức Lưu Quang. Bộ sản phẩm này chúng tôi đang đánh giá là thịnh hành nhất hiện nay và bán chạy trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách có thể đặt hàng online qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Tôi xin nhắc lại là tất cả các quy trình làm hoành phi câu đối chúng tôi sẽ phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành cũng như fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể đăng ký theo dõi. Và video này thì đang được quay trực tiếp tại xưởng sơn son thép vàng của chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đang theo dõi các cái video clip của chúng tôi, cũng như quý khách hàng đã đặt hàng trước đây có thể theo dõi thêm. Quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút để xem hết các cái công đoạn quy trình của chúng tôi làm nên một bộ sản phẩm đẹp.
Quý khách có thắc mắc hay không hiểu một vấn đề gì về đồ gỗ, quý khách có thể bình luận trực tiếp phía dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc hoặc liên hệ trực tiếp với Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn thêm. Nếu quý khách ở gần cùng tỉnh Nam Định hoặc ở các cái tỉnh lân cận mà cây số gần, quý khách có thể qua trực tiếp cơ sở để xem hàng mộc. Chúng tôi đang còn rất nhiều các cái bộ hàng mộc. Và mỗi một lần chúng tôi làm xong bộ sản phẩm, chúng tôi sẽ quay lại từ phần mộc tới hoàn thiện và bàn giao để cho quý khách trên toàn quốc được yên tâm. Chúng tôi bàn giao và lắp đặt trên toàn quốc. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.